Nhận định bóng đá Everton với Man City. 0:30 phút ngày 21 tháng 3, Man City sẽ có chuyến hành quân đến sân của Everton trong trận tứ kết cúp FA, diễn ra vào lúc 0:30 phút ngày 21 tháng 3. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Manchester City sẽ có chuyến hành quân đến sân của Everton trong trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết FA Cup. Với phong độ ấn tượng thời gian gần đây, đoàn quân của Pep đang rất tự tin sẽ giành một chiến thắng trong trận đấu này. Everton đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Nửa xanh cùng Merseyside đã phải nhận 4 thất bại trong 7 trận đấu gần nhất. Đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti đang có chuỗi 2 thất bại liên tiếp và cuộc tiếp đón Man City sắp tới đây được dự đoán sẽ không hề dễ dàng. Về phía Man City, cú sảy chân trước Manchester United tại vòng 27 ngoại hạng Anh không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của thầy trò Pep Guardiola. Đội chủ sân Etihad vẫn đang cho thấy sự thăng hoa với chuỗi những trận thắng liên tiếp. Trận thua trước MU cũng chính là thất bại duy nhất kể từ tháng 12 năm 2020 của thầy trò Pep Guardiola, và cho đến hiện tại, nửa xanh thành Manchester vẫn đang bay cao với thành tích làm bàn ấn tượng. Man City hiện đang là đội bóng ghi bàn nhiều nhất ngoại hạng Anh với 64 pha lập công, đồng thời cũng là đội bóng thủng lưới ít nhất với 21 bàn thua. Trong quá khứ, Man City và Everton từng có 99 lần chạm trán nhau trên mọi đấu trường. Đại diện thành phố Manchester đang có 39 chiến thắng, nhiều hơn 5 chiến thắng so với nửa xanh vùng Merseyside. Tuy nhiên, kể từ tháng 2 năm 2017, Man City đang bất bại trước Everton với 6 chiến thắng và 1 trận hòa. Dự đoán tỷ số 0-2.